Vẫn đang quan tâm theo dõi chương trình tìm hiểu những thông tin về vấn đề du học Canada. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trao đổi với anh Giang, đại diện của trường Trojan, để biết được cái thông tin về trường cũng như là những ưu đãi nào trong năm 2015 các bạn nhé. Xin chào anh Giang. Xin chào tất cả Đại Dương, xin chào tất cả các bạn. Thì điều đầu tiên anh Giang có thể giới thiệu đến với các bạn đôi nét về trường của mình được không ạ? Trojan College ở Canada là trường nằm ở tại phía tây nam của thành phố Toronto. Thì trường được đặt tại thành phố Barrie, là thành phố du lịch của Toronto. Thì ở Trojan College này chúng tôi đã nổi tiếng rất là lâu về y tế, khoa học và nghệ thuật. Vậy thì cái thời tiết ở Toronto không biết nó như thế nào anh ha? Thực sự thì thời tiết ở Toronto được gọi là thành phố có thời tiết dễ chịu nhất ở Canada. Thực sự khi mà các bạn nhìn trên bảng nhiệt kế thì các bạn sẽ thấy nhiệt độ có vẻ thấp, nhưng mà không sao đâu, tại vì không khí ở đây rất là khô, cho nên là đối với những cái không khí lạnh thì mình chỉ cần một cái áo khoác đủ ấm thì các bạn sẽ vui vẻ chạy ra ngoài chơi. Dạ rồi, còn vậy thì cái điểm nào là thế mạnh cũng như là thu hút được nhiều sinh viên từ trường mình vậy ạ? Trojan College là trường đầu tiên và cũng là trường thành công nhất đối với chương trình học co-op. Thì đó, chương trình học co-op là một chương trình học vừa làm. Và trong thời gian làm thì các bạn sẽ được làm trực tiếp trong một môi trường chuyên nghiệp tại những cái nhà máy, những cái xí nghiệp chuyên nghiệp. Và các bạn sẽ được trả lương như người bản xứ. Và cũng xin chúc mừng các bạn là đối với chương trình học đó thì các bạn sẽ đủ tiền để chi trả học phí cho chính mình. Thành ra các bạn có thể, đây là một cái giúp các bạn cởi mở gánh nặng về kinh tế cho gia đình. Nếu vậy thì ở tại trường mình không biết là có những cái hỗ trợ cũng như là học bổng, những cái ưu đãi nào mới trong năm 2015 không ạ? Đối với Trojan College thì mặc dù là chúng tôi không có học bổng nào vào, nhưng mà trong quá trình học thì các bạn sẽ lãnh được rất là nhiều học bổng từ những cái nhà tuyển dụng, rồi ngay cả trong trường, đối với những bạn có ý tưởng, có sáng tạo và thậm chí là những bạn là có quá trình làm việc đủ tốt tại các cái doanh nghiệp. Một cái thế mạnh khác của Trojan College đó là khi mà các bạn đi làm việc tại các cái doanh nghiệp như vậy thì chính cái doanh nghiệp đó sẽ là những người đầu tư và bỏ tiền đầu tư cho trường để có cái chương trình học cho các bạn. Nên các bạn cứ yên tâm là trong quá trình xin việc thì các doanh nghiệp đó sẽ là những người đầu tiên muốn các bạn. Dạ rồi, nếu vậy thì là cái này là chương trình vừa học vừa làm, nhưng mà sinh viên muốn đi làm thêm ở ngoài thì có được không ạ? Hiện giờ thì chúng ở bên Canada có những cái quy định đó là các bạn đi làm thêm thì tối đa là 28 tiếng một tuần, và cái mức lương tối thiểu của bạn là 10 đồng rưỡi một giờ. Thì đây là mức lương tối thiểu mà như cá nhân mình, khi mình nhìn thấy kinh nghiệm của mình, thì với mức lương đó các bạn đi làm 20 tiếng một tuần thì các bạn, thứ nhất là cái thời gian nó vừa đủ trống trải, thứ hai nữa là với số tiền các bạn làm của 20 tiếng một tuần, các bạn đã đủ tiền trả tiền cho tiền ăn và tiền ở của mình. Cho nên mình nghĩ đây là một cái lựa chọn rất là tốt về vấn đề mặt tài chính. Nếu vậy thì cái ngành nào mà các bạn học sinh của mình thường làm nhiều nhất vậy anh ha? Thường các bạn học sinh đó, làm nhiều nhất thì hầu như mình thấy thì với tất cả các ngành thì các bạn đều có những công việc dễ dàng nhất. Nhưng mà ví dụ như là làm nhà hàng nè, phụ bán nè. Đối với những bạn đã từng học đại học ở đây và các bạn có một cái kỹ năng nào đó thì đồng lương của các bạn chắc chắn sẽ cao hơn trong quá trình đi làm thêm. Và cũng nói thêm một điều nữa là cộng đồng người Việt ở đây rất là giàu và mạnh. Cho nên nếu các bạn thích có thể đi làm cho người Việt. Ở đây người Việt không, họ rất là cởi mở và họ rất là mong muốn các bạn đến với họ. Và có một cái vấn đề thì tiếng Anh đó là một rào cản ngôn ngữ, thì không biết là các bạn sinh viên Việt Nam của mình á, khi sang bên trường thì có được trường hỗ trợ gì về vấn đề này ạ? Về mặt tiếng Anh thì Trojan College chúng tôi hiểu rõ vấn đề. Đây, tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Nhưng thành ra là ở ngay tại Trojan này thì luôn luôn có những chương trình hỗ trợ cho các bạn tiếng Anh, từ cái việc là tiếng Anh thông dụng cho đến tiếng Anh chuyên ngành. Thì đối với tất cả các bạn khi mà đến với trường thì các bạn đều phải trải qua một bài kiểm tra tiếng Anh. Thì các bạn đừng lo về bài kiểm tra tiếng Anh đó, nó chỉ giúp cho các bạn có được cái nhìn chính xác hơn về cái khả năng Anh ngữ của mình. Thì như vậy thì trong quá trình học các bạn sẽ biết thêm tiếng Anh trong đời sống như thế nào. Rồi 7 tuần cuối cùng của chương trình học tiếng Anh các bạn sẽ học được học tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh chính xác cái ngành mình, nó sẽ những cái từ ngữ sử dụng trong ngành mình. Và song song với tiếng Anh chuyên ngành đó, các bạn sẽ được học một vài môn trong chương trình chính khóa. Thì như vậy các bạn có một buổi tiếng Anh, các bạn có giờ chính khóa, thì hai cái chương trình đó sẽ kết hợp song song với nhau để cho các bạn một cái cửa mở lớn nhất đối với nghề nghiệp mà được học bằng tiếng Anh. Còn về cái chuyên ngành mà trường đào tạo là cái chuyên ngành chính là cái nào vậy anh?
Chỗ trên trước đây thì nổi tiếng nhất là về mảng nghệ thuật vẽ, nhiếp ảnh hay là điêu khắc. Nhưng mà những năm khoảng 10 năm đổ lại đây thì do được các cái nhà đầu tư họ đầu tư, cho nên trò trên lại rất là thành công bên mảng kỹ thuật và y tế. Đặc biệt đó là những cái ngành kỹ thuật bên mảng hoặc là thiết kế hoặc là sửa chữa và thiết kế ô tô, kinh doanh ô tô, marketing, hoặc là bên mảng y tế như y tế cộng đồng, chăm sóc sức khỏe. Thì đó là những cái thế mạnh mà hầu như những người bản xứ và những bạn du học sinh đến cho trên họ đều tìm kiếm những cái điều đó. Vậy trong trường của mình thì có cái hoạt động ngoại khóa nào cũng như là những cái hội nhóm nào không ạ? Hoạt động ngoại khóa ở trong trường thì rất là nhiều. Một phần thì bắt nguồn từ những cái câu lạc bộ họ muốn làm từ thiện. Một phần thì những bạn thích sinh hoạt cộng đồng hoặc là khám phá thiên nhiên. Rồi có những bạn khác thì họ thích giúp đỡ du học sinh. Rồi ngay cả chính hội học sinh quốc tế cũng có những hoạt động với nhau. Thứ nhất là để phát triển cái quan hệ của các bạn đối với cộng đồng. Một phần khác nữa là giúp các bạn có được cái khả năng sử dụng tiếng Anh phát triển một cách nhanh nhất. Thì 3 tháng hoặc 6 tháng các bạn tham gia các hoạt động đó thì cái tiếng Anh và cái quan hệ cộng đồng sẽ phát triển rất là tốt và các bạn sẽ thấy rất là thoải mái ở nơi đây. Còn một cái vấn đề là về vấn đề sốc văn hóa thì Việt Nam, các bạn Việt Nam của mình khi mà sang Canada thì sốc văn hóa là điều không thể tránh khỏi. Vậy thì làm cách nào để có thể vượt qua cái điều này vậy anh ạ? Thực sự mình nghĩ vấn đề sốc văn hóa thì không phải chỉ có người Việt Nam không đâu, mà là hầu như các bạn du học sinh đều bị vấn đề này hết. Nhưng mà may quá, thứ nhất là ngay tại nơi đây chúng cái sốc văn hóa đầu tiên mình thấy đó là vấn đề đưa đón tại sân bay. Có một người Việt Nam hoặc là gốc Việt đến đón các bạn tại phi trường, giúp đỡ các bạn 24 tiếng đầu tiên khi các bạn đặt chân đến Canada. Rồi sau đó nếu các bạn muốn có thể liên lạc với cộng đồng người Việt để hỗ trợ các bạn. Thành ra là vấn đề sốc văn hóa đã được giải quyết một cách trọn vẹn rồi và triệt để. Vậy còn về vấn đề nhà ở thì sao ạ? Ở Georgia thì cũng như các cái trường khác thôi, chúng tôi có 3 dạng ở. Một là ký túc xá ngay trong sân trường, một nữa là ký túc xá ở ngoài khuôn viên trường, và loại thứ ba là ở chung với người bản xứ. Thì một cái điều cần phải nói đó là ký túc xá ở ngay tại khuôn viên trường thì nó như khách sạn 3 sao. Trong phòng các bạn có truyền cáp, có internet, có phòng tắm riêng, có cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Thì đây sẽ là một cái môi trường tốt nhất cho các bạn đi học tập. Vâng, rất là cảm ơn những cái thông tin mà anh vừa chia sẻ đến trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và hy vọng rằng Trajan là một điểm đến mà các bạn sẽ lựa chọn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.